Không biết có quan hệ gì với tổng giám đốc Đường. Cô không biết hả? Tôi không biết. Tôi cũng không biết. Alo, mình không có ở đó. Được, bây giờ mình qua đó ngay. Hay là cậu cũng đi luôn đi. Cậu vừa tới là mình cũng tới. Cứ vậy nha, tạm biệt. Làm phiền anh rồi. Cô đi đâu? Tôi tới trung tâm triển lãm. Cô làm ở trung tâm người mẫu hả? Vậy là làm ở Lạc Khả Khả. Tôi rất thân với công ty của cô. Thật không? Tất cả cuộc họp của công ty chúng tôi đều do công ty của các cô tổ chức. Phải rồi, chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức một đêm hội từ thiện. Chuyện này cũng giao công ty các cô làm. Cô không biết hả? Hình như tôi có nghe Jeff nói. Jeff là tổng giám đốc chúng tôi. Tôi biết. Chúng tôi toàn kêu anh ta là anh rể. Anh rể à? Cho tôi gửi lời hỏi thăm anh rể. Được. Có lạnh không? Không lạnh. Cậu đâu rồi? Mình tới rồi, cậu đang ở đâu? Thiệt tình. Được rồi, cảm ơn anh. Tên tôi là Mạnh Lai Tài, sau này có gì liên hệ. Tôi tên Cố Tinh Tinh, tôi cho anh danh thiếp nha. Được. Đây, công ty Lạc Khả Khả. Được rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi thôi. Không muốn nói gì sao? Nói cái gì? Người đó là ai vậy? Mình không biết. Chắc nhà giàu mới nổi. Là nhà giàu mới nổi thiệt hay là nhà giàu mới nổi giả? Coi chừng lại đụng tài xế đó. Cậu quen anh ta ở đâu? Cậu phiền quá. Khi nào thì cậu đi Mỹ? Hối đi, hối tiếp đi. Đợi mình đi rồi cậu đừng có nhớ mình. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Ông Hoàng nói sẽ thưởng cho mình. Cậu nghĩ mình nên đòi cái gì? Nhà cửa hay là xe? Ông ta nói sẽ cưới cậu mà. Cậu kêu ổng cho cậu một cái đám cưới đi. Mình không phải là người sĩ diện. Đám cưới là làm cho người khác coi. Còn tiền bạc mới là thuộc về mình. Cậu cứ nói thẳng là cậu sống hiện thực đi. Nói như vậy thì đó có nghĩa xấu. Cậu có hiện thực không? Cậu không hiện thực thì sao không lấy Dương Thụ đi? Mình còn chưa phỏng vấn cậu đó. Bây giờ cậu có cảm giác gì với Dương Thụ không? Còn cảm giác ngọt ngào xen lẫn căng thẳng, trái tim lúc nào cũng đập liên hồi nữa không? Thái độ này là sao? Mình nói cậu biết mình sắp đi rồi đó. Cậu phải quý trọng từng giây từng phút khi mình còn ở đây. Cậu đi đâu? Bờ bến hạnh phúc. Yes, you're right. My English thế nào? Beautiful, you're good. Good, good. Cậu tự về đi nha. Không mời mình ăn cơm sao? Nó ngủ rồi. Có lẽ tối qua nó thức trắng đêm. Tôi tính như vậy. Anh để nó ở đây mấy ngày đi. Khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với nó. Anh phải bình tĩnh lại. Có những chuyện anh không thể nóng nảy. Dục tốc ắt bất đạt. Anh hiểu không? Là cô gái kia đúng không? Tôi thấy cổ rất giống với vợ trước của anh. Tính tình cũng rất tốt. Vậy cô gái có thai có quan hệ gì với cổ? Bạn thân. Bạn thân. Anh quen các cô gái trẻ lâu quá nên nói chuyện cũng rất hiện đại đó. Tôi thấy bây giờ còn có trào lưu bạn thân là nam nữa. Tối qua tôi thức trắng cả đêm nên nhức đầu quá. Tối qua tôi cũng không có ngủ. Tôi nói chuyện với anh không thích nghe thì nói nhức đầu. Tôi bị nhức đầu thiệt.
Anh rất thích hợp để làm bạn thân là nam, thành thật, đáng yêu, yên phận, biết nói chuyện. Anh không thích cháy nhà mà hôi của, cũng không thích dậu đổ bìm leo. Cô gái nào quen với anh cũng cảm thấy an toàn. Cô đừng mỉa mai tôi nữa, tôi đã đủ xui xẻo lắm rồi. Tôi mỉa mai anh hồi nào? Tôi đang khen anh mà. Tất cả các cô gái đều muốn nhờ cậy anh. Tôi nói với cô nhiều lần rồi, tôi và Cố Tinh Tinh không có bất cứ quan hệ nào hết. Hơn nữa, giữa đàn ông và phụ nữ, ngoại trừ quan hệ nam nữ thì không có quan hệ khác sao? Giống như hai chúng ta nè. Chúng ta là cái gì? Bà chủ và tài xế, cộng thêm quản gia. Tôi hiểu rồi. Em gạt ba của em, nếu em đã chia tay với anh. Nếu ba em tới kiếm chuyện với anh thì anh cứ nói là đã chia tay với em rồi. Ba em có tin không? Ngày nào em cũng tới chỗ anh. Em hết cách rồi, em nhớ anh mà. Ba, sao ba lại tới đây? Giỏi lắm. Con giáp gạt cả ba luôn. Không phải lúc trước con nói chia tay rồi sao? Con chia tay rồi. Con tới đây là để chính thức chia tay với anh ấy. Nghĩa là sao? Lúc trước là chia tay giả để lừa gạt ba đúng không? Không có đâu ba. Ba không thấy con thất tình sao? Ba phải cho con thời gian hồi phục. Lỡ như con không thông suốt, con sẽ bị trầm cảm đó. Về thôi ba. Về thôi. Trước giờ tôi vẫn thích mẫu phụ nữ thông minh tháo giác, đặc biệt là người biết suy nghĩ. Những người phụ nữ bề ngoài xinh đẹp, người tôi muốn nói là những phụ nữ thích bề ngoài. Tôi chắc là cô cũng hiểu, ai đẹp cách mấy rồi cũng sẽ già. Đúng vậy, đúng vậy. Cô uống nước đi. Cô đừng hỏi tôi tới từ chỗ nào. Cũng đừng hỏi tôi ba mẹ tôi làm nghề gì. Tôi lái xe gì. Tôi có nhà riêng chưa, có bao nhiêu tiền. Bởi vì tôi cảm thấy những thứ này chỉ là thứ thuộc về. Cô không sao chứ? Không sao, không sao. Anh nói tiếp đi. Đối với tôi những thứ này đều chỉ thuộc về vật chất và vẻ bề mặt hiện thực. Nếu phụ nữ quá coi trọng thứ này thì nghĩa là họ không muốn cho đi. Nếu họ không muốn cho đi thì tại sao tôi phải chọn người đó là một nửa còn lại của tôi? Đối với tôi, tình yêu là phải cho đi. Cô thấy thế nào? Đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tình yêu là phải cho đi. Vậy anh muốn cho đi cái gì? Hỏi hay lắm. Tôi sẽ cho cô ấy tương lai của tôi. Cô đừng thấy bây giờ. Bây giờ nhìn tôi rất nghèo nàn, tôi không có cái gì hết. Nhưng mà tôi có tấm bằng tiến sĩ. Tôi học một chuyên ngành rất tốt. Thật ra tôi có đem theo tấm bằng tiến sĩ của tôi. Cô có muốn xem không? Không cần, không cần. Tôi tin anh. Tôi tin anh mà. Có thể bây giờ tôi không có gì hết. Nhưng mà tôi hy vọng tôi sẽ có một người bạn đời giống như cô. Như vậy thì tôi sẽ có một nền tảng để tôi có thể phát huy thật tốt. Tôi sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy trước mắt có vẻ là tôi dựa dẫm vào cô, nhưng tương lai tôi sẽ là chỗ dựa của cô. Tôi sẽ đem toàn bộ tương lai của tôi giao cho cô. Tới lúc đó mọi người nhìn thấy chúng ta, bọn họ sẽ hâm mộ chúng ta. Bởi vì chúng ta là một cặp vợ chồng hạnh phúc, cô hiểu không? Tôi hiểu, tôi hiểu. Tôi... Nhưng mà anh biết rồi đó, công việc của tôi không ổn định. Mấy năm nay ở Bắc Kinh tôi toàn là ở nhà thuê, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một căn nhà. Anh hiểu đúng không? Tôi không cần một người đàn ông giàu có. Chúng tôi có thể cùng nhau cố gắng làm việc để mua nhà. Anh thấy thế nào? Sao hả? Phục vụ. Dạ, cho tôi mượn một cái ly được không? Ly đây, cảm ơn cô. Được khách sáo. Tôi quen rồi, tôi quen rồi.
Anh có thói quen này hả? Đúng là rất đặc biệt. Cô Cố à, thật ra tôi tới đây để tìm một người vợ. Tôi biết, tôi không biết tôi có nói rõ ràng với cô chưa. Tôi cũng muốn tìm một người chồng. Vậy chúng ta có được tính là bạn bè không? Có chứ, có chứ. Tôi có thể nói chuyện hơi trực tiếp một chút không? Được chứ, anh nói đi. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Bởi vì người tôi muốn tìm là một người vợ, một người có thể giúp đỡ cho tôi. Thực ra lúc tôi còn đi học cũng có rất nhiều cô gái có cảm tình với tôi. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã từ chối tất cả bọn họ, bởi vì tôi muốn tìm một người có thể giúp đỡ được tôi. Từ nhỏ điều kiện gia đình của tôi không được tốt. Hơn nữa mẹ tôi qua đời quá sớm. Không lâu sau thì ba tôi cưới vợ mới. Vì vậy trong nhà tôi không có ai có thể giúp đỡ được tôi. Đa số mọi chuyện đều phải dựa dẫm vào chính bản thân tôi. Tôi không biết cô có nghiên cứu về lịch sử không. Tôi đã từng nghiên cứu lịch sử. Đa số những người đàn ông thành công thì sau lưng của họ nhất định phải có một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và thông minh, có thể giúp đỡ họ giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà tôi cũng muốn suy nghĩ giùm cho họ. Những người phụ nữ thành công chắc chắn cũng có khát vọng được quen với một người đàn ông có địa vị. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đi học cao học. Sau khi học cao học xong, tôi đã thi lên tiến sĩ. Tôi cảm thấy nếu họ quen với một người tiến sĩ thì sẽ rất hãnh diện, có đúng không? Cũng đúng. Có rất nhiều bạn học của tôi vừa tốt nghiệp đại học, cao học xong thì họ đã cưới vợ, sinh con. Sau đó họ cứ chúi đầu vào những việc vặt trong nhà. Tôi không chấp nhận được. Bởi vì tôi là một người có lý tưởng, có hoài bão, cô hiểu chứ? Tôi hiểu. Anh nói rất rõ ràng nên tôi hiểu. Tôi còn có một bí mật nữa, trước giờ tôi chưa từng nói với bất cứ ai. Tôi hy vọng trở thành Bill Gates của Trung Quốc. Là Bill Gates của Mỹ đó hả? Bill Gates của Trung Quốc. Của Trung Quốc. Anh sẽ làm được. Cảm ơn. Cảm ơn. Tính tiền. Dạ. Mình là bạn hả? Đúng vậy, là bạn bè. Tổng cộng 25 tệ. Alo. Anh tới đâu rồi? Tôi đang ở gần đó. Cũng được, cũng được. Vậy tôi qua đó ngay. Tạm biệt. Tôi nhận 25 tỷ. Hôm nay là bạn tốn tiền quá. Bạn bè mà. Bạn bè mà. Cảm ơn anh, tôi còn có việc bận. Không sao, cô cứ tự nhiên. Tôi đi về trước nha. Được được. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tạm biệt. Anh đừng quên đem nó về nha, nó mắc lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi làm phiền cô quá rồi. Các anh giảng hòa rồi hả? Không có, chỉ là tôi rất muốn giải thích với cô về chuyện này. Thật đó, anh không cần giải thích, tôi hiểu mà. Mọi chuyện không giống như cô nghĩ đâu. Tôi không có chỉ trích anh. Tôi cũng không có tư cách chỉ trích anh. Nếu đổi lại là tôi cũng sẽ không làm lớn chuyện đâu.
Bây giờ là tốt nhất hai bên đều vui vẻ. Sao anh lại tới đây vậy? Tôi biết cô bận, một phút thôi, không làm phiền cô đâu. Chuyện lúc nãy tôi nói, tôi muốn tìm một người hợp với tôi. Tôi biết công ty cô quen rất nhiều người. Nếu cô quen biết ai thì cô nhớ giới thiệu giùm tôi nha. Còn độc thân, cho dù ly hôn cũng được, có con riêng cũng được. Chỉ cần cô ấy có điều kiện kinh tế có thể giúp tôi trở thành Bill Gates của Trung Quốc là được. Được, tôi biết rồi. Tôi cũng có thể du di vài điều kiện. Ví dụ lớn hơn tôi, 10 tuổi, 20 tuổi đều được hết. Vậy đợi tôi làm xong dự án lần này đã. Không sao, cô làm đi. Hai người không hợp. Nếu tôi nhìn thấy ai hợp với cô, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Tôi về nha. Đàn ông bây giờ được như vậy sao? Anh ta muốn tìm một người vợ có thể giúp anh ta hoàn thành ước mơ. Lớn hơn anh ta 10 tuổi, 20 tuổi đều được. Tôi cảm thấy cậu ta nói như vậy cũng bình thường. Giống như phụ nữ các cô thích quen một người lớn hơn 10 tuổi, 20 tuổi, thậm chí là 30 tuổi. Chỉ cần có điều kiện là không ai nói gì hết. Người ta còn nói cô gái đó rất hạnh phúc. Tại sao đàn ông làm vậy gọi là vô liêm sỉ? Bây giờ nam nữ bình đẳng rồi mà. Tôi chỉ đang nói lý lẽ mà thôi. Anh biết nói lý lẽ lắm. Không có, không có. Bây giờ thủ Miêu sao rồi? Không sao rồi chứ? Chưa bình thường nữa hả? Nó mặc kệ tôi rồi. Nói chuyện đàng hoàng với nó cũng không nghe. Vậy anh đừng nói nữa. Dạy dỗ con cái cũng phải có kỹ thuật đó. Tôi đã từng học 4 năm khoa giáo dục rồi. Anh tưởng giáo dục là một chuyện rất dễ sao? Bữa nào tôi đi nói chuyện với nó được không? Cũng được. Cảm ơn cô. Anh thở dài hết nửa ngày rồi. Suốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Sao mà nuôi con gái lại khó vậy chứ? Lúc nào cũng làm mình lo lắng. Tiểu Ngọc lại làm sao nữa? Tôi chưa từng coi cô là người ngoài, nên cô đừng cười tôi đó. Chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu. Nó có bầu hả? Nó có bầu. Nó có bầu là tôi liều mạng với thằng kia. Vậy sao anh nói là chuyện xấu trong nhà? Suốt cuộc là chuyện gì? Lúc trước Tiểu Ngọc nhà tôi là một đứa con gái rất có hiếu, nghe lời, ngoan ngoãn. Tôi nói cái gì làm cái đó. Từ khi nó quen biết với Lâm Tây Bắc, lúc nào cũng nói dối, bắt đầu lừa gạt tôi. Lúc trước tôi nói với nó không được quen với Lâm Tây Bắc. Dạ, con chia tay, quay lưng lại làm quê. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi sẽ chỉ cho anh cách giải quyết. Cô gái lớn như hũ mắm treo đầu giường, cứ treo hoài thì sẽ thúi cả nhà. Đúng vậy. Tôi không muốn phải trở mặt với con gái của tôi, cho nên tôi mới tới tìm. Chuyện chi quyên sẽ thúy phải có người đứng ra làm. Tôi không làm. Sao cô lại không làm? Tôi tuyệt đối sẽ không làm. Vậy tại sao cô lại lo chuyện của con gái Dương Thụ? Cô không làm. Vậy sao cô lại bắt con gái Dương Thụ chia tay với thằng nhóc kia? Cao Tiểu Quân làm cái gì? Cậu ta chỉ là một tên lưu manh, cả ngày ngồi ngoài đường vẽ tranh. Nó không có quan hệ gì với cô. Nhưng cô vẫn đi tìm thầy giáo dạy nó, cho nó tiền đó thôi. Chuyện của con gái người ta thì cô lo. Lúc đó con gái Dương Thụ chỉ mới là yêu sớm thôi mà. Còn chuyện của Tiểu Ngọc thì cô mặc kệ. Hai chuyện khác nhau. Con gái của anh bao nhiêu tuổi? Thụ Miêu chỉ mới 18 tuổi thôi. Hơn nữa, Lâm Tây Bắc có chỗ nào không tốt chứ? Cậu ta chỉ hơi nghèo mà thôi. Anh cũng từng nghèo kia mà. Tôi không phải là loại người tham phú phụ bần. Chúng ta đều là con nhà nghèo. Nghèo khổ không sao hết, nhưng phải có chí. Làm người phải có nguyên tắc.
Lâm Tây Bắc là loại người gì? Ngày nào cũng đi sau lưng của tôi. Tôi có đánh chấm nó cũng nói là rất thơm. Nó là loại người này đó. Anh đừng có nói chuyện thô tục ở đây. Chuyện tôi muốn nói không phải chuyện này. Cô biết không, lúc Lâm Tây Bắc mới quen Tiểu Ngọc nhà tôi nói với nó hai đứa không thể quen nhau. Lâm Tây Bắc nói thế nào? Nó không này để câu nào lập tức nói cho tôi. Chúng tôi sẽ chia tay. Vậy chứng minh là cậu ta trung thành với anh, trung thành với tôi. Tôi không để ý chuyện đó. Ai cần nó trung thành với tôi? Nếu nó đã quen con gái của tôi thì nó phải trung thành với con gái tôi. Tôi có nói nó có mấy câu mà nó sợ rồi. Cô thấy được không? Lỡ như đi đường gặp phải trộm cướp, vậy thì nó bỏ chạy trước tiên à? Cậu ta đâu có chạy. Cậu ta im lặng quay về đó thôi. Thà rằng nó đập bàn trừng mắt với tôi còn hơn. Làm đàn ông là phải biết bảo vệ phụ nữ, đúng không? Vì người phụ nữ mình yêu, đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Sợ rơi đầu thì bị trầy đi. Như vậy là được rồi. Tôi giao con gái tôi cho người đàn ông như vậy tôi mới yên tâm. Nhưng nó thì sao? Nó giống như đàn bà. Sợ trước, sợ sau. Anh đặt yêu cầu quá cao cho đàn ông rồi. Anh có làm được hay không? Bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu. Hồng à, Hồng, tôi thực sự không hiểu tại sao lúc nào cô cũng chê tôi hết vậy. Bởi vì giám đốc Mạnh quá giàu có. Giàu có cũng là một cái tội sao? Cô cho tôi một cơ hội đi, tôi tặng cô một bất ngờ. Đây là slogan của Olympic mà. Hình như nó thất bại rồi. Không phải, đó là slogan lúc trước. Cho Bắc Kinh một cơ hội, Bắc Kinh làm lại thế giới một bất ngờ. Sau này người đó đổi nó thành câu gì? Anh cũng biết hả? Một Bắc Kinh mới, một Olympic mới. Đúng vậy, chúng ta là quen nhau 10 năm rồi. Ít ra cũng có tiến triển chứ. Cô cho tôi một cơ hội, tôi nhất định tặng cô một bất ngờ. Dậy rồi sao? Nó ở nhà cô hả? Nhà tôi chứ không phải là nhà anh. Không phải. Vậy Dương Thụ đâu? Anh im đi. Chuyện của con gái anh không cần hấp tấp quá. Anh phải từ từ phân tích cho Thụ Miêu biết. Nhưng mà có một nguyên tắc rất quan trọng, gọi là chân thành. Chỉ cần anh khiến Thụ Miêu cảm thấy anh không có chân thành với cô ấy thì cô ấy sẽ không để ý tới anh. Người lớn chúng ta cũng như vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ chúng ta biết giả bộ thôi. Alo. Mẹ. Cô gặp rồi. Đợi mẹ tới đây rồi nói tiếp đi. Con đang bận chút chuyện, tối con gọi lại cho mẹ. Tới rồi. Dương Thụ, có một chuyện này chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Tôi hy vọng anh đừng hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Nói đi. Tôi cảm thấy anh có rất nhiều ưu điểm. Anh là người rất nhiệt tình. Anh đã giúp tôi rất nhiều việc. Nhưng mà chúng ta không thể tới với nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Từ nhỏ tôi chỉ biết lo chuyện học hành. Lúc người ta đi chơi thì tôi vẫn đang học. Tôi tới lớp học thêm. Mẹ tôi cực khổ vất vả nuôi tôi trưởng thành. Bà ấy hy vọng tôi có thể thành tài. Tôi đã không phụ lòng bà ấy. Tôi đã thi đậu đại học danh tiếng. Bây giờ tôi cũng đang làm ở một công ty quốc tế. Cho dù là ở chỗ nào, tôi cũng là người xuất sắc nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Tôi làm chuyện gì cũng rất cố gắng, rất có chí. Vì vậy, tôi hy vọng người chồng của tôi
cũng sẽ tài giỏi như tôi, cũng phải xứng đáng với tôi về mọi mặt. Đương nhiên rồi, đương nhiên là phải vậy. Tôi cảm thấy lúc trước hai chúng ta có sự hiểu lầm. Chuyện lúc trước đúng là hiểu lầm. Tôi nhất định phải có chỗ đứng ở Bắc Kinh. Tôi không thể để mẹ tôi thất vọng. Sau này mẹ tôi sẽ dọn tới Bắc Kinh để sống chung với tôi. Cho nên chúng ta không có tương lai đâu. Khoan đã, tôi nói cô nghe. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ. Anh có nghĩ hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn hai chúng ta có thể làm rõ quan hệ giữa chúng ta. Sau đó chúng ta có thể làm bạn bè với nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Làm bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Vậy thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn, đúng không? Vậy thì tốt rồi. Tôi có thể nhờ anh một chuyện không? Đương nhiên là được, nói đi. Là như vậy, ngày mai mẹ tôi sẽ bay tới Bắc Kinh. Anh đi rước mẹ tôi giùm được không? Không thành vấn đề. Cảm ơn anh. Được khách sáo. Đã là bạn bè rồi thì được khách sáo. Tôi biết anh rất lo lắng chuyện con gái của anh. Anh đừng lo lắng. Tôi nhất định có thể kêu nó về nhà. Cô hả? Lúc tôi học đại học, môn học tôi giỏi nhất chính là tâm lý học nhi đồng đó. Nhưng mà thụ miêu nhà tôi không phải là nhi đồng. Tôi có thể phân tích được từ thời thơ ấu của nó mà. Được không? Đương nhiên là được. Vậy tôi vào trong đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Đầu tiên, tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của gia đình cô. Nếu như cô cho rằng ba cô kêu tôi tới đây để kêu cô về nhà thì cô sai rồi. Vậy cô tìm tôi có việc gì? Cô không cảm thấy cô có lỗi với tôi sao? Tôi còn độc thân muốn tìm người yêu. Đây là quyền lợi của cô. Tại sao cô lại kêu ba cô giả làm người giàu chứ? Tôi không có. Tôi có save lại tin nhắn qua lại giữa hai chúng ta. Tôi đang tính đi tìm luật sư để hỏi thăm hành vi của cô và ba cô có phải là phạm pháp không, có cần chịu trách nhiệm không. Chúng tôi cũng không làm gì cô, cũng không lừa tiền của cô, cũng không lừa cô cái gì. Thời gian là vàng là bạc. Cô làm lãng phí thời gian của tôi. Chuyện này còn tệ hơn cả lừa gạt. Cái này gọi là lừa đảo. Nhưng mà cô đâu có mất mát cái gì đâu. Ai nói là không mất mát chứ. Được, tôi hỏi cô. Cô không có tiền nhưng lại đi đấu giá. Cô liên tục dơ bản. Cuối cùng cô nói tôi chỉ tới chơi thôi. Cô không mua đồ, không làm ai bị thiệt hại hết. Cô làm người ta tổn thất rất lớn. Tôi có thể đi kiện cô. Cô có biết hay không? Tôi xin lỗi, cô bất giận đi mà. Thật ra ban đầu tôi không nghĩ tới chuyện này. Tôi chỉ là nhất thời nông nổi mà thôi. Hơn nữa cô thật sự rất giống mẹ ruột của tôi. Đúng rồi, cô đừng có lôi ba tôi vào chuyện này. Là tại tôi hết. Chuyện này cũng dính tới ba cô. Ba cô đã 40 tuổi rồi. Cô còn nhỏ không biết suy nghĩ. Nhưng anh ta phải biết suy nghĩ chứ. Nhưng mà ba tôi thực sự rất thích cô. Thích tôi thì có thể gạt tôi sao? Nếu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, vậy thì ngày mai cô vẽ một bức danh họa thế giới cho tôi đi. Lúc cảnh sát tới bắt cô cứ nói là cô thích nói là được. Cô cũng gạt ba tôi mà. Cô nói bạn trai cô là xã hội đen, ngày nào cũng quấy xài cô, cho nên ba tôi mới mắc câu, mới liên tục đưa đón cô. Bây giờ ba cô giả làm nhà giàu tới lừa hôn. Còn tôi thì cũng là bị chuyện để kiểm tra người đàn ông này có trách nhiệm hay không. Vậy ba tôi là người rất có trách nhiệm đúng không? Được rồi, cô từ từ suy nghĩ coi. Cô và ba cô đã gây ra thiệt hại gì cho tôi? Hai người tính đền bù như thế nào?
Thực ra có rất nhiều chuyện ba tôi cũng không biết, đều là do tôi làm, bao gồm cả chuyện ở khách sạn. Ông ấy vốn không biết gì hết. Tôi xin cô đó, cô đừng giận ba tôi có được không? Tôi sẽ đền tiền và xin lỗi cô. Cô muốn tìm chồng như thế nào? Tôi có thể làm mai cho cô. Bà chủ của ba tôi rất thân thiết với tôi, dễ quen biết rất nhiều người giàu có. Tôi sẽ làm mai họ cho cô được chứ? Thực ra ba tôi cũng rất đáng thương, cả cuộc đời của ông ấy chưa từng sống vì mình. Tôi rất hy vọng ông ấy có thể tự tin can đảm sống vì mình một lần. Tôi mong ông ấy đừng diễn cớ nữa, lúc nào cũng lấy tôi làm cái cớ. Chỉ cần tôi còn ở đây, cho dù ông ấy sống cực khổ cỡ nào, khó chịu cỡ nào, cũng đều sẽ nói là đang hy sinh cho tôi. Cho nên từ nhỏ bà con họ hàng đều nói với tôi: Thụ Miêu à, lớn lên phải báo hiếu cho ba, ba con đã vất vả lắm đó. Mỗi lần nghe xong tôi lại rất áy náy, không biết tại sao lại áy náy như trong lòng rất khó chịu. Cho nên tôi mới lên kế hoạch cho ba tôi. Hơn nữa tôi cảm thấy ba tôi là một người rất tốt, biết đâu cô cũng có thể thích ông ấy thì sao. Phải rồi, mỗi lần sau khi ba tôi đi gặp cô, ông ấy rất vui, là vui từ tận đáy lòng. Tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện của hai chúng ta rồi. Tôi đang tính tìm một luật sư hỏi thử xem hành vi của cô và ba cô đã khiến tôi bị tổn thương. Hai người nên chịu trách nhiệm gì? Đừng ba, chúng ta đừng kiện cáo ra tòa được không? Cô nói đi, suốt cuộc cô muốn thế nào? Cô bị người ta sờ một cái thì lấy được 200 ngàn. Nếu so hai chuyện này với nhau thì tôi bị tổn thất nhiều hơn. Cô nói là nói chuyện với nó, tự nhiên cô hùng nói chi vậy? Sao hả? Con gái anh gạt tôi rất nhiều lần, chẳng lẽ tôi không được gạt lại sao? Nó chỉ là một đứa con nít thôi, lỡ như cô làm nó sợ thiệt thì làm sao đây? Thụ Miêu nhà anh là một đứa quá gan lì, nếu tôi không hù nó một lần thì nó không chừng sau này nó sẽ làm ra chuyện còn lớn hơn nữa. Anh phải để nó học cách chịu trách nhiệm chuyện mình đã làm. Anh hiểu chưa? Đúng. Con nhỏ cứng đầu này vừa gan vừa lì. Dì Đường Hồng, dì có thể gọi điện cho ba con kêu ba con tới rước con không? Con nhớ ba con hả? Dì đừng nói là con kêu dì gọi, hay là con tự gọi đi. Nè, thật ra tôi rất hiểu Thụ Miêu. Tôi kể anh nghe, năm tôi thi vào đại học, tôi muốn thi tới Bắc Kinh. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi tìm mọi cách để ở lại đây. Người ta nói mẹ tôi chỉ có mình tôi, nếu tôi ở lại đây thì ai lo cho mẹ tôi? Thật ra tôi không muốn mẹ tôi cứ lo lắng cho tôi. Lúc tôi thi đại học, tôi cũng bằng tuổi của Thụ Miêu. Nhưng mà cô khác với Thụ Miêu, cô rời khỏi nhà là để đi học, còn Thụ Miêu là thi rớt đại học lại muốn ra ngoài đi làm. Nó có thể làm cái gì chứ? Xã hội bây giờ rất lộn xộn, lỡ như nó làm những chuyện không nên làm. Những chuyện không nên làm là chuyện gì? Thụ Miêu chỉ muốn làm người mẫu mà anh cản tới cản lui. Người mẫu không phải là nghề đàng hoàng sao? Tôi không có nói người mẫu là nghề không đàng hoàng. Tôi biết người mẫu là một nghề đáng để người ta tôn trọng, nhưng mà Thụ Miêu mới có 18 tuổi. Tại anh không biết thôi, đa số người mẫu đều vào nghề năm 19 tuổi. Anh không thấy các vận động viên đều bắt đầu luyện tập từ nhỏ sao? Từ lúc 6 tuổi đã phải bắt đầu lên xà rồi. Tôi có biết chuyện này, nhưng một đứa bé mới 18 tuổi thì biết cái gì chứ? Lỡ như nó bị người ta gạt thì sao? Khoan nói tới chuyện bị gạt, chỉ riêng chuyện một cô gái 18 tuổi mà ăn mặc hở hang đi tới đi lui trên sân khấu cho bao nhiêu người coi, còn phải thay quần áo trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy. Lỡ có ai cầm điện thoại chụp hình rồi up lên mạng thì làm sao đây? Bây giờ nhiều người xấu lắm, vậy thì sao? Cô còn hỏi nữa, đương nhiên là không sống nổi rồi. Sau này làm sao dám gặp ai? Ai thèm lấy nó chứ? Ai lại lấy một cô gái không cần sự trong sạch kia chứ? Tư tưởng của anh đúng là quá outdated rồi. Tôi biết Ultraman là gì, siêu nhân đánh quái thú. Điên quá đi. Là outdated.
Là lỗi thời, lỗi thời, anh biết chưa? Tôi biết, anh lỗi thời quá. Bây giờ không ai nghĩ như vậy nữa. Tôi nói anh nghe, anh thấy tổng thống Pháp Sarkozy không? Vợ con bé là Rudy, bà ấy rất thích chụp ảnh khỏa thân đó. Không chỉ trên mạng mà người nào cũng có ảnh của bà ấy. Cô đừng có nói chuyện của người nước ngoài với tôi. Hai chuyện này khác nhau hoàn toàn. Người nước ngoài rảnh rỗi là đi khỏa thân ngoài đường. Dương Thụ đi biểu tình. Dương Thụ, anh lại đang diễn cớ tới Trung Quốc biểu tình. Anh đang diễn cớ đó, anh biết không? Anh đang diễn cớ, anh đang tìm đủ mọi lý do. Chỉ vì muốn Thụ Miêu phải luôn ở bên anh. Nào là Thụ Miêu vẫn còn nhỏ, nào là chưa chín chắn, xã hội bây giờ rất lộn xộn. Chỉ khi anh nói như vậy, anh mới có lý do để kèm cặp Thụ Miêu, để Thụ Miêu ở cạnh anh. Không phải, phải anh không muốn thừa nhận. Không phải Thụ Miêu không thể xa anh, mà là anh không thể xa Thụ Miêu. Anh thấy tôi nói đúng không? Khoan đã, suốt cuộc cô đứng về phía ai vậy? Cô nói nửa ngày giống như người sai là tôi. Tôi không muốn để Thụ Miêu xa tôi là tôi sai. Tôi ích kỷ. Khi anh bị cảm lạnh, cho dù anh uống loại thuốc tốt nhất thì cũng không thể uống vào là khỏi ngay. Thuốc cũng cần có thời gian phát huy. Căn bệnh của anh cũng như vậy. Anh có biết rất nhiều nhà tư vấn tâm lý phải tư vấn suốt đời đó. Suốt đời sao? Sao không nói sớm? Nếu tôi biết thì không dám làm phiền cô rồi. Tôi sợ nhất là mấy người không hiểu khoa học như anh. Chuyện gì cũng muốn giải quyết triệt để, làm đại cho xong. Nhưng có được không? Giống như chuyện giảm cân, một tháng giảm được hơn 5kg là coi như nhiều rồi. Anh chỉ cho tôi gặp Thụ Miêu một lần, chỉ có một lần là nó thay đổi liền hả? Ai mà làm được? Alo, cô nói đi. Thụ Miêu kêu tôi gọi điện cho anh. Nó kêu anh tới đây rước nó về. Được được. Được được, cô nói với nó tôi sẽ tới ngay. Được rồi. Sẽ lập tức tới ngay. Thụ Miêu kêu tôi tới rước nó. Cách của cô hiệu quả thật. Phục vụ, tính tiền. Làm phiền đưa giùm tôi tờ giấy. Được rồi, xin chờ tôi một lát. Tôi cảm thấy trong lòng Thụ Miêu đang rất lo lắng cho anh. Nó sợ tôi sẽ đi kiện anh. Phải, dù gì nó cũng là con nít. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn thấy hơi lo lắng. Lỡ như nó biết chúng ta thông đồng với nhau. Thôi đi, đừng có giả bộ. Làm gì anh chưa từng gạt ai vậy? Chúng ta đều như nhau. Anh đừng ra vẻ ngây thơ nữa. Không phải đâu. Chúng ta phải nói rõ ràng trước. Ban đầu tôi không cố ý muốn lừa gạt cô. Đủ rồi. Tôi hiểu mà. Hiểu là được rồi. Đôi khi con người chúng ta rất thích lừa gạt người. Tôi cũng từng như vậy. Tôi cũng không muốn tỉnh dậy trong giấc mơ do tôi tự thêu dệt ra. Hình như bà chủ của anh để ý anh có đúng không? Cổ là vậy, cô ấy luôn tốt với mọi người. Vậy sao anh không tiếp chiêu? Tiếp chiêu gì? Người ta không có nói là thích tôi. Phải chờ người ta nói hả? Điện thoại kìa. Alo mẹ. Mẹ lên xe chưa? Dạ. Mẹ yên tâm đi. Ngày mai con sẽ tới sớm để rước mẹ. Được rồi. Để mẹ tới đây rồi nói. Con đang tăng ca ở công ty. Con cúp máy nha. Con cái đúng là thích gạt ba mẹ. Con đang ở công ty, chỗ này là công ty hả? Mẹ tôi nuôi tôi đỡ cực hơn là anh nuôi Thụ Miêu. Ít nhất lúc tôi học đại học đi kiếm việc làm không làm mẹ tôi phải lo lắng. Nếu không phải lúc trước mẹ tôi cản tôi, không cho tôi kết hôn với bạn trai cũ của tôi, thì có lẽ bây giờ tôi đã có con rồi. Người ta thường hay nói, bác sĩ không thể trị được bệnh cho chính mình.